Chuyến xuất ngoại đầy thách thức của Công Phượng. Công Phượng vẫn luôn ấp ủ ý định trở lại Nhật Bản, đặt tên con trai là Mito như một sự trân trọng đến câu lạc bộ Mito Hollyhock. Anh cũng có kế hoạch mở một công ty quản lý thể thao tại thị trường J-League. Ước nguyện đó nay đã thành hiện thực khi anh chính thức gia nhập Yokohama FC. Yokohama FC không lạ gì cầu thủ Việt Nam, từng là nơi Tuấn Anh chơi bóng, nhưng đó là khi đội bóng này còn chơi ở J-League 2. Còn lần này, Công Phượng cập bến khi đội thành phố cảng sầm uất nhất Nhật Bản vừa giành suất lên chơi ở J-League 1, tính cạnh tranh sẽ ở một tầm rất khác. Công Phượng từng rất được chủ tịch câu lạc bộ Mito Hollyhock, ông Kyuni Onumata ngưỡng mộ, đến mức đích thân đến Hàm Rồng để thuyết phục ông Ba Đức gia hạn hợp đồng thêm một năm mà bất thành. Ông Kyuni Onumata khẳng định Công Phượng rất giàu tiềm năng, nhưng không may gia nhập đội bóng và môi trường mới với cái vai bị gãy sau giải U23 châu Á 2016 tại Qatar. Ông cố gắng thuyết phục Hoàng Anh Gia Lai rằng Công Phượng có thêm thời gian thích ứng sẽ thành công rực rỡ ở Mito Hollyhock, nhưng vẫn không nhận được cái gật đầu. Vài năm sau, Công Phượng sang Bỉ thử sức ở câu lạc bộ Shinchuu Dance, nhưng cũng không khẳng định được mình và trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Giờ đây, ở tuổi 27, anh lại một lần nữa rong buồm ra biển lớn. Hai lần xuất ngoại đều không thành công đem lại những bài học đắt giá cho cái gọi là đá bóng nơi xứ lạ quê người, mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng có vẻ những thất bại đó không làm phai mờ quyết tâm ra nước ngoài chơi bóng của cục cưng của bầu Đức, nhất là sau chiến dịch AFC Champions League trước các ông lớn K-League và J-League. Đến mức Công Phượng chấp nhận từ bỏ cơ hội cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022 để chuẩn bị tốt nhất cho việc hòa nhập đội bóng mới. Công Phượng hiểu rõ Yokohama FC là một cơ hội, nhưng cũng là thách thức rất lớn do cuộc chiến ở J-League 1 khốc liệt hơn nhiều thế giới J-League 2 mà anh từng thất bại 6 năm trước. Ở tuổi 27, hy vọng anh sẽ đạt độ chín để vững vàng đương đầu với các thách thức, để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên khẳng định được mình ở giải đấu cao nhất Nhật Bản, cũng là hàng đầu châu Á. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!